Xin chào tất cả mọi người, mình là dược sĩ Nguyễn Thúy. Ngày hôm nay mình lại quay trở lại cái video này và chia sẻ cho mọi người cách làm sao để chữa được cái tóc bạc sớm bằng hà tuổi ô ở người trẻ tuổi nha. Thì cái tình trạng tóc bạc tóc mà hiện nay càng trở nên nó khá phổ biến và nó xuất hiện không cần biết bạn là ai, là nam hay là nữ, ở độ tuổi nào. Thì vậy bạn có biết tại sao, cái nguyên nhân nào nó khiến cho cái mái tóc của bạn đang ở trong cái tình trạng đen bóng và ngày càng lại trở nên bị bạc màu hay không nào? Bởi lẽ để điều trị được bất cứ một cái tình trạng nào được tận gốc thì phải tìm hiểu được cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng đó, để mình sẽ biết được chính xác, để mình ra được một cái phương pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất. Và thực chất là cái tình trạng mà tóc bạc sớm xảy ra ngay ở những cái nguyên nhân mà bạn không thể ngờ tới được, ví dụ như là chế độ ăn uống này, ngủ nghỉ này, hoặc là những cái yếu tố hàng đầu nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái mái tóc của bạn. Và có gì tuyệt vời hơn nếu mà việc bạn tìm ra được cái nguyên nhân để sau đó tìm được cách chữa trị tóc bạc sớm phù hợp để nhanh chóng mà sở hữu lại được cái mái tóc đẹp như mong ước, phải không nào? Thì Thúy sẽ chia sẻ cho mọi người cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng bạc tóc thường gặp nhất, đó là cái bạc tóc sớm do cái phần di truyền. Phần lớn là do di truyền hết mọi người. Và cái gen di truyền là cái yếu tố quan trọng quyết định tạo nên được cái sắc tố cho tóc. Vì vậy là nhiều người là có cái hiện tượng tóc bạc sớm, nhưng cũng có nhiều người là gần như là không bao giờ bị tóc bạc lúc còn trẻ luôn. Khi mà tóc đã bạc do di truyền thì tức là không liên quan gì tới cái sức khỏe hết, và bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên ngày các nàng mà thường là các nàng trẻ thì vẫn chú ý chăm sóc cái mái tóc của mình. Những bạn gái, bạn thân thúy cũng vậy nè, chăm sóc cái mái tóc của mình để cái mái tóc của mình khỏe mạnh hơn và không bị bạc nhiều hơn nữa. Thì cái phần là cái nguyên nhân thứ hai mà Thúy muốn chia sẻ cho mọi người, đó là cái phần tóc bạc sớm là do mình ăn uống nó thiếu cân bằng, thiếu những chất đó. Cái việc mà mọi người không có cân bằng được cái chế độ mà ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đó là một nguyên nhân khiến cho cái sức khỏe và mái tóc của các bạn yếu dần đi. Thói quen ăn uống không điều độ và góp phần giúp cho cái cơ thể của bạn dễ dàng bị mắc hàng loạt những căn bệnh và ảnh hưởng xấu tới răng, tóc và da của mình. Vì vậy, để sở hữu được cái mái tóc không bệnh tật, bạn nên xây dựng một cái chế độ ăn uống hợp lý và ăn nhiều rau xanh, hoa quả. Và cái hoa quả mà em muốn chia sẻ cho mọi người đây là những cái rau mà có cái lá mà màu xanh và nó xanh đậm nha mọi người. Và cái bắp cải, hành, hoặc là cái quả lê, hoặc là mâm xôi nè, hoặc là ăn đào, hoặc là mơ đấy, những cái sản phẩm đấy là nó rất là nhiều cái thành phần dinh dưỡng rất là bổ ích cho cái mái tóc của mình. Và đặc biệt cái việc mà bạn thiếu hụt vitamin B12 là cái vitamin sản sinh ra cái sắc tố sẽ khiến cho cái tóc của bạn nhanh chóng bị bạc hơn, bởi nó là cái thành phần tạo nên cái sắc đen cho cái tóc của mình. Và bạn có thể bổ sung các loại vitamin này bằng những cái thực phẩm như là bơ, sữa, ngũ cốc hoặc đậu nành, mọi người ha. Và cái sản phẩm mà biển là nghêu, con nghêu á nha, và gan bò và cá hồi, cá ngừ. Và ngoài ra bạn cũng có thể chú ý nạp thêm các cái loại vitamin và các loại khoáng chất để cho cái mái tóc của mình khỏe mạnh hơn, đó là vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B5, riboflavin và acid folic. Đấy, những cái vitamin đó rất là tuyệt vời. Và cái vấn đề nguyên nhân thứ ba gây cho các bạn cái hiện tượng mà bị bạc tóc sớm, đó là do các bạn stress. Bạn hút thuốc lá nhiều. Hút thuốc lá là nó không những là gây nhiều tác hại cho sức khỏe của mình mà nó còn khiến cho cái mái tóc của mình bị suy yếu rất là nhiều. Những người mà hút thuốc lá là dễ thường bị tóc bạc sớm hơn gấp 4 lần so với những người không hút thuốc lá. Vì vậy nếu mà các bạn muốn sở hữu được một cái mái tóc trẻ lâu và bạn thì khuyên mọi người là nên tránh xa cái khói thuốc, và nhất là những khói thuốc mà thuốc hút đó, những người mà hút thuốc lá luôn đó. Ngoài ra mọi người, những cái nguyên nhân mà xung quanh chúng ta nó hàng ngày nó cũng là một cái tác nhân ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người của mình, đặc biệt là da và tóc của mình. Vì vậy các bạn nên sinh hoạt và sống ở những nơi rất là sạch sẽ để cho cái mái tóc của mình nó không bị ô nhiễm. Và cái nguyên nhân thứ tư mà dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm, đó là do bị rối loạn tuyến giáp và tuyến yên. Rối loạn tuyến giáp là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho việc sản xuất hormone bị đình trệ và dẫn đến những hiện tượng tóc bạc sớm. Không những vậy, khi mà tuyến giáp bị rối loạn rồi, tóc
cũng trở nên khô và dễ gãy, dễ chẻ ngọn hơn rất là nhiều. Vì thế khi mà mái tóc của các bạn nó có những cái triệu chứng như vậy thì bạn nên tới bác sĩ để mình có được một cái lời khuyên và cách chăm sóc chữa trị tốt nhất ha mọi người. Ngoài ra mọi người, tóc đó nha, nó cũng làm sớm mà bị bạc. Nếu mà tuyến yên bị rối loạn chức năng, những cái dấu hiệu mà cơ thể mình mệt mỏi nè, huyết áp thấp nè, tóc rụng nè, và trong những cái trường hợp như vậy bạn không nên tự mua thuốc để điều trị. Nếu không, cơ thể bạn sẽ càng dễ rơi vào những cái tình trạng xấu hơn. Cách tốt nhất là các bạn nên tham khảo của những lời khuyên của các chuyên gia để mình có thể sở hữu được một mái tóc chắc và khỏe. Và nguyên nhân thứ năm em muốn chia sẻ cho mọi người về vấn đề tóc bạc sớm, đó là do mọi người sử dụng mỹ phẩm. Làm dùng quá nhiều những sản phẩm mà chăm sóc tóc đó, nó có thể gây ra những cái tác dụng ngược cho cái mái tóc của mình. Và khi mọi người sử dụng bất kỳ thứ gì mà quá nhiều cũng không tốt cả, đặc biệt là các sản phẩm hóa học. Bởi dù tốt cho đến đâu nữa, chúng vẫn chứa những cái chất hóa học có thể gây hại cho cái cơ thể khi mà mình bị tích tụ. Những cái sản phẩm chăm sóc tóc hiện giờ trên thị trường á, ví dụ như là thuốc nhuộm này, thuốc tẩy tóc này, dầu gội này, dầu xả này, đều chứa hydrogen peroxide. Tức những cái chất này, đây là một cái chất là rất gây hại cho cái tóc của mình. Vì thế các bạn nên chăm sóc tóc mình bằng những cái liệu pháp tự nhiên để mọi người đạt được một cái hiệu quả cao nhất mà không hề mà có một cái nguy cơ tiềm ẩn gây hại cho cái mái tóc của mình. Và nếu mọi người tẩy, nhất là mọi người tẩy trắng răng quá nhiều nha, nó cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng mà tóc của mình nó bị bạc sớm. Và mọi người lưu ý giúp em nhé, là cái chất mà tẩy trắng răng á, khi mà mình tẩy trắng răng quá nhiều, nó cũng có thể dẫn tới những cái tình trạng bị bạc tóc sớm. Vì cái chất tẩy răng này nó cũng có chứa chất hydrogen peroxide. Sau khi mà các bạn tẩy trắng răng á, thì cái chất này nó vẫn còn ở trên răng và theo cái đường dạ dày vào trong cơ thể của mình, nó gây ảnh hưởng xấu tới cái các enzyme tạo màu cho tóc của mình. Vì vậy là cái phương pháp mà tốt nhất mà em muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người tham khảo, hoặc có thể mọi người có thể tham khảo những ý kiến của những cái chuyên gia mà trước khi mình quyết định sử dụng những cái thuốc mà tẩy trắng răng á mọi người, để tránh gặp phải những cái ảnh hưởng xấu không tốt đến cơ thể của mình. Và em muốn chia sẻ cho mọi người làm một cái bài thuốc để điều trị tóc bạc sớm bằng hà thủ ô. Và cái theo y học cổ truyền của mình đó mọi người, theo học cổ truyền của mình thì hà thủ ô đỏ nó có cái công dụng chính là làm đen râu tóc, bổ khí huyết và kéo dài tuổi thọ. Người xưa họ đã biết dùng cái hà thủ ô để chữa trị vấn đề tóc bạc sớm rất là hiệu quả. Ngày nay ngoài hà thủ ô chưa có một vị thuốc nào giúp đen tóc tốt hơn và nhanh hơn nó hết ấy. Em nói thật sự với mọi người như vậy. Vì vậy việc dùng hà thủ ô để chữa tóc bạc sớm là một sự lựa chọn đúng nếu bạn muốn có một cái mái tóc đen và bóng mượt. Và việc chữa tóc bạc sớm bằng hà thủ ô này á, em chia sẻ cho mọi người chút xíu nha, là một cái sự tình cờ. Hồi xưa người ta truyền thằng thế này nè mọi người, ở bên Trung Quốc á, có một người họ Hà bị tóc bạc sớm. Tình cờ họ đi vào rừng, họ đào được một cái củ, một cái loại cây ấy, để nấu nước uống. Kết quả là tóc của ông hết bạc. Mọi người thấy vậy rằng là nên thấy dùng như vậy nên là nó làm đen cái râu và tóc. Và cái tóc, nhất là cái tóc nó đen râu tóc đen nhắn luôn, và da rẻ rất là hồng hào, sống lâu và rất thọ. Từ đó cái loại cây đó có tên là hà thủ ô. Và chữa tóc bạc sớm bằng hà thủ ô được đông y mình đã sử dụng rất là rộng rãi. Có rất là nhiều bài thuốc với cái chủ vị là hà thủ ô để bồi bổ cơ thể nè, dưỡng huyết nè, sinh tinh hoặc là làm đen râu tóc. Thì hà thủ ô nó sẽ có hai loại, trắng và đỏ. Tuy nhiên chỉ có loại hà thủ ô đỏ mới có thể dùng để chữa được tóc bạc sớm. Mọi người lưu ý. Và em có một số lưu ý cho mọi người luôn, là khi mình sử dụng cái hà thủ ô này nè, mình phải kiêng sử dụng với một số chất mọi người ha. Có nghĩa là hà thủ ô này nó có một cái vị rất khó tính. Tài liệu cổ xưa khi mà mọi người uống hà thủ ô mọi người là phải kỵ với cái tam bạch, đó là củ hành, củ cỏ, tỏi và củ cải trắng. Rồi mọi người phải kiêng cả ớt, cả hạt tiêu. Tại sao lại như vậy ạ? Có nghĩa là bởi những cái thứ này nó có tính cay và tính nóng, nó làm phát tán đi và làm hao tổn được cái tinh huyết trong cái cơ thể của mình. Vậy khi mọi người uống hà thủ ô thì mọi người hay hỏi cái câu là làm sao để đen tóc.
thì cũng giống như các bao liều thuốc khác thôi, bất kỳ một cái triệu chứng nào cũng thế. Câu trả lời luôn luôn của em Thúy là tùy, có nghĩa là tùy thuộc vào cái tần suất, tùy thuộc vào cái sự đều đặn khi mọi người sử dụng cái loại thuốc này, và tùy thuộc vào cơ địa và sự hấp thụ của mỗi người nó sẽ nhanh hay chậm, và tùy vào cái lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi tập thể dục của mỗi người nó có hợp lý không thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà mọi người không sử dụng đều, không sử dụng đủ thì nó sẽ không có hiệu quả, không hiệu quả mang lại đâu mọi người. Và đây là cái sản phẩm đã giúp bản thân em Thúy và những người thân của em Thúy, tứ thân phụ mẫu của em Thúy, đã cải thiện được vấn đề sức khỏe là thứ nhất, cái thứ hai là gân cốt được mạnh hơn, cái thứ ba là cân bằng được cái lượng huyết áp ở bố và bố chồng của mình, và cái thứ ba nữa là bác của mình và mẹ ruột của mình đã giảm được cái tình trạng mà tóc bạc sớm. Thì em muốn chia sẻ cho mọi người đây là một cái vị thuốc hà thủ ô đỏ. Hiện tại là trên thị trường có rất nhiều loại hà thủ ô, nhưng mọi người chị em mình nên tìm hiểu những chuyên gia về cái sản phẩm hà thủ ô này để mọi người để có được một cái sản phẩm thật sự hiệu quả, mang tới lại cho cơ thể mình một sức khỏe lành mạnh, và tóc mình để mình có được một cái mái tóc bóng, chắc, khỏe và đen mọi người ha. Rồi em xin chào mọi người nhé.